Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Vào khoảng 8:05 ngày 16 tháng 11 năm 2019, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 11 đã thu giữ một số lâm sản không rõ nguồn gốc. Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát đến km 10+500 chiều từ Hà Nội, Hòa Lạc, phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37C25693 bất ngờ tăng tốc khi gặp tổ tuần tra. Trước dấu hiệu trên, đồng chí Đoàn Văn Tú ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra xác minh thông tin người và phương tiện, biết tài xế tên Phan Văn Mạnh, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1985, hộ khẩu thường trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau đó, Trung tá Vũ Ngọc Hào kiểm tra thùng xe thì người điều khiển có biểu hiện không cho mở. Trước thái độ trên, đồng chí Hào kiên quyết yêu cầu mở thùng ra để kiểm tra. Khi mở cửa thùng xe, tổ công tác phát hiện rất nhiều gỗ sẻ, hình hộp, khoảng 30 mét khối, gồm hai loại gỗ, giáng hương và cẩm lai. Qua kiểm tra hóa đơn chứng từ nguồn gốc của số gỗ trên, lái xe xuất trình ra hóa đơn nhưng không trùng khớp với bản kê khai lâm sản. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông số 11 đã liên hệ và bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện cùng hóa đơn chứng từ và 30 mét khối gỗ sẻ cho đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng 2 để tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.